mà. Cửa sáng mà đối diện à, đối diện chỗ cũ. Ăn thử coi hai bên bên nào ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ con ăn thử coi bên này với bên kia bên nào ngon hơn ha. Dạ. Rồi chúc Cherry ăn ngon miệng. Ăn mấy cái này nhiều quá nóng lắm nha con nha. Với lại là khó tiêu lắm á. Mami cho ăn hôm nay nữa thôi nha. Bằng nhau à, hai bên bằng nhau. Nhưng mà mami cho con ăn hôm nay nữa thôi, còn mấy ngày sau, cả tuần lễ sau mới được ăn món này nữa nha. Dạ. Ngày mai mình ăn món khác nha, chứ mình ăn cái này hoài không được nha con. Dạ. Ngon không? Nguyên một dĩa chà bá luôn Cherry ơi. Trời ơi, thấy nóng lạnh luôn Cherry ơi. Cái chà bá luôn. Diện chà bá trơn trọi á. Có cái chú mà nhập đài cái tô mà chú ấy thì bà ấy.